Ở nhà đầu tiên là mình phải quy hướng với bố mẹ đúng không? Chào anh Tiến nha, ăn cơm trưa anh Tiến. Thử Vâng. bố mẹ mày nuôi mày lớn này là xã hội nuôi mày lớn Bố mẹ. đúng. Nếu bố mẹ mày đi ăn cướp và lấy tiền nuôi mày lớn thì mày có hiếu bố mẹ mày không hay là mày phải nghe theo xã hội? Thằng nào lịch đã vỡ mặt luôn, bố mẹ em đi ăn cướp nha, thằng nào mà bắt bố mẹ em nha, ra bắn chết thằng đấy luôn. Đúng được rồi. Nếu như coi bố mẹ như là người xã hội đi thì bản thân bố mẹ cũng là người nuôi mình lớn, còn cái bọn người xã hội kia coi nuôi con lớn ông đang không đúng không? Đấy, nếu xét theo góc độ chữ nghĩa này là người với người này thì ai tốt hơn mình phải kính trọng lại, đây là chữ nghĩa. Thứ hai là trong gia đình là tế bào xã hội này thì chữ hiếu nhá, chữ hiếu ấy là gì, là con cái phải kính lễ với bố mẹ, đối với bậc quân quân thần này nhá, nó gọi là tam cương ngũ thường, vua tôi, cha con và vợ chồng. Bây giờ vua tôi không có rồi thì là cha là thay vua nhỉ, bởi vì sao? Bởi vì chúng mày gọi là ông trời đúng không, chúng mày gọi là ông trời thì tức là gì, trời là ông đúng không, thì ta là con trời, gọi là, thế thì gọi bố là ai? Thiên tử. Không, bố ông, ví dụ như là bố Long ông trời, thế có đúng là mình là con trời không, hiểu không? Ta còn chưa đủ trình độ để hiểu về về những gì bố nói thôi, chứ còn bố phải là nói sự thật rồi dạ. Nhớ rồi hả? Chào anh con nhau. Ừ. Bọn trẻ con mới coi mày là idol thôi. Ôi giời. Tao Tao thì đẻ ra tao. được mày luôn nè, mà tao vẫn coi anh Tiến Điệp là idol nè, mày làm sao mà hiểu được, làm sao mà hiểu Nói chung được. là cái tôn giáo của anh em là cái tôn giáo nó khá là khó tiếp thu, em hiểu không? Ví dụ em hỏi mày này nhá, Đức Ca Mâu Ni tạo ra tôn giáo là Phật pháp đúng không em? Thái tử Tạo ra đạo Phật của rồi ông, tạo ra cái tôn giáo của ông chứ thì không phải là do bao. Giêsu là người tạo ra tôn giáo là Thiên Chúa giáo đúng không? Đúng Cũng có thể nói là vậy, cũng có thể nói là vậy. không? Thế mày có bao giờ mày hỏi là Giêsu với Đức Ca Mâu Ni là thuộc tôn giáo nào? Em thì là một người đạo, theo đạo, em không phải là một người lương á, cho nên là quan điểm của em bên Phật giáo thì em không nói. Ví dụ như bên Chúa đây thì Chúa Giêsu á là chỉ là sau này thôi, trước đó người Do Thái á họ đã tin vào Đức Chúa Trời, có nghĩa là đạo Do Thái bây giờ đạo trời á, thì nếu mà nói đúng là Chúa Giêsu theo cái đạo đó thì sau đó ngài mới Có nói ngài là con của ông trời, cho nên là xuống đây ngài cũng ở trong cái mà dòng chảy của cái đạo đó luôn. Phật pháp Phật giáo nhá thì Đức Ca Mâu Ni cũng là con của ông trời, bởi vì là các cái bậc bậc thần thần vật đấy đúng không, cũng đều là Nhưng mà liên quan đến một Đức Ca Mâu Ni lại nói ta không phải là đạo, ta cũng đang trên đường đi tìm đạo, và ngài ổng cũng là người đi tìm giống như mình này nè, tìm một cái gì để giải thoát, chưa hẳn đã là đạo. Đó, em đọc rất kỹ về chuyện đó thì em biết Đức Ca Mâu Ni chính bản thân ổng nha cũng không có nói là đạo gì hết, ổng chỉ là một người đi kiếm cách giải thoát thôi. Nhưng mà sau cái đạo Phật đó, cái Phật giáo không tồn tại được bên Ấn Độ, để du nhập qua Trung Quốc và nó được pha trộn với thần giáo anh, thì nó biến thành một cái tôn giáo người ta phải thờ nói chung cúng là rồi phải ông giời ấy, cái đạo trời đấy tức là đạo trời tức là đạo đức ấy, em hiểu không? Không một cái tôn giáo nào nhá mà không tôn trọng cái hai con quy tôi lo luật nai cái là nước lèn đã bà đúng là sinh tử, không một tôn giáo nào thì không tôn trọng cái tình gọi là cha con mẫu tử, đúng, đều chính dạy là xác, con cái chính như xác, bố chính mẹ xác, đúng không? đúng. Cái gì đấy mới là đạo trời nhé, chứ còn tôn giáo nào đạo nào không quan trọng, quan trọng là gì, là mình làm người nhé. Theo Phật giáo hay là theo Thiên Chúa giáo hay là tín lành hay kia
cái quan trọng nhất là gì, mình phải biết tôn trọng bố mẹ mình. Đúng rồi. Những người có à, trong kinh thánh cũng nói nếu mà ngươi không biết quan tâm đến người nhà mình thì ngươi là người đạo đức giả, thế thôi, chấm hết. Chứ không có tôn giáo nào mà dạy là bỏ cha bỏ mẹ hết đó. Cho nên tôn giáo nào cũng phải nói trước cái điều đầu tiên, mình phải tôn kính cha mẹ mình, tại vì cái người sinh ra mình đây, mình không tôn kính rồi mình tôn kính ông Giêsu ông Phật nào được, đúng không anh? Thực ra nha, thực ra anh có thật em này, anh thì anh là người trần mắt thịt. Trước cái lúc mà anh gọi là tịnh thân đấy, bế quan tỏa cảnh, gọi là đi vào cái giới gọi là niết ít dưới ít hầu, em hiểu không? Nhưng mà anh nghĩ rằng là cái kinh Phật giáo ấy, à cái kinh của Phật giáo này nó cứ nói gì, sau này anh đọc ý là cái bản kinh thánh ấy, của Phật giáo này nó cũng nói ninh ta ninh tinh cái gì anh chả hiểu, anh thấy nó cứ nói cái gì ấy. Nhưng nó cũng kiểu như là anh mà đang nói chuyện này, bọn nó dưới nó bình luận là tiến bịp mà nó cứ nói ninh ta tinh, nói vớ vẩn cái gì vậy, mà sao vợ vẫn lấy. Thực ra là chúng ta như tao, khi tao không hiểu về Phật giáo, không hiểu về Thiên Chúa giáo, thì tao cho rằng những cuốn kinh đấy là nó nói linh tinh. Nhưng khi mà tao đạt đến một trình độ, đạt được cái học vấn đủ để thấu hiểu được cái đạo đấy, cái kinh đấy, thì tao thấy là gì? Những lời nói của các cái bậc thánh nhân đấy, như Đức Ca Mâu Ni hay Giê-xu, là những lời nói nó hàm ý, nó có cái sự gọi là tinh chiết trong đấy. Thế nên chúng mày nói đúng. Tao nói đấy. Những gì tao nói là do chúng mày chưa hiểu, một vài thằng nó chưa hiểu được. Chứ còn khi mà chúng mày ngộ ra và hiểu ra rồi thì có khi là tao thấy rằng là gì, là mà thực tế luôn này, lời tao nói được cả thế giới này ghi âm lại, được cả thế giới này người ta quay phim lại, chụp ảnh lại, người ta lưu thành các cái bản sao để đăng lên YouTube, đúng không? Đúng rồi. Lời tao nói tạo ra tiền bạc cho xã hội này, lời tao nói cũng gọi là nuôi được nhiều con người. Em không biết sao chứ em nói thật là nhờ anh Tiến á, mà em tránh được rất là nhiều cái tệ nạn. Nhờ anh Tiến đó, bây giờ ai trên đây nói anh Tiến đi lừa chúng mày rồi lùa chúng mày á, tao nói thiệt luôn á, trên đây á, nhờ anh Tiến mà tao tránh được rất nhiều tệ nạn. Bây giờ tao có cái gia đình rất là yên ổn, tao chỉ nói một câu thôi. Tao cũng có thể gọi anh Tiến là một người thầy ở trên mạng đấy. Không đùa đâu. Nếu để mà nói này, vì sao mà nhiều con người, ok anh đôi nhá, nhiều con người nhá, bảo là nhờ có tao mà tránh được nhiều tai nạn, nhờ có tao mà giảm bớt được cái tội ác. Bởi vì có bao nhiêu tai nạn ở trên thế gian này, tâm nguyện lấy thân mình. À, tâm nếp rồi, đó là tâm nếp rồi. Nghe mày, anh chưa hết rồi. Em biết mà. Bao nhiêu cái tai nạn này, bao nhiêu cái gọi là rất cấm này rồi là, hay chưa? Anh chưa hết, nghe mày nhờ, anh chưa hết phần của anh em luôn, nhờ. Anh em nó tránh nghĩa nhiều ý. Ba, cháu không cần biết bà làm gì, nhưng mà khi bố ở nhà thì bố là tất cả, còn khi bố không nhà thì bà pha cháu ít nước chanh. Có chưa, Đan? Có nước chanh chưa? Bà nói rồi. Với mày, chính mấy con cái đấy. Con đủ lớn để mà lấy cho bố cũng nước chanh nhá. Cô đá, hiểu không? Chính mấy cái đó mày cũng phải học á. Chính mấy cái đó cũng phải học đấy. Ngạo thế là một, nước chanh là một, mới ăn là hai nhá. Tâm là bốn là ba, nhớ chưa? Con gái lớn rồi. Thằng kia nó bảo cơm thì chưa xong mà lo chuyện thế giới. Ôi trời. Bây giờ em ơi, anh nói với tôi như này, nói thật với các bạn câu này. Nha. Tôi không biết là cuộc sống các bạn như nào, nhưng mà 5 năm nay, 10 năm nay tôi chỉ có ăn nha. Mà chơi rồi. Tôi chơi được chưa? Và nuôi con chưa mất. Cuộc sống của các bạn vua chúa ra làm sao, cuộc sống của các bạn sung sướng như này. Nhưng mà này, với tôi này, tôi chỉ thế thôi. Hãy bằng lòng và vui vẻ với chính thực tại của mình, thế thôi. Đây, đấy là tôi gọi là thỏa lòng đấy anh. Cái đấy là đỉnh cao đấy. Chứ còn mà lại chơi một cách tâm hồn nó lại còn thoải mái chứ còn tôi thật các bạn câu rồi. Đúng rồi. Cái đấy mới là đáng sống đấy, không vô trách nhiệm với ai hết mà tâm hồn cũng được. Rồi. Có tiền chơi nhá, xong lại còn nuôi con nuôi cái nhá. Đúng rồi. Phải đơn giản nó luôn. Thằng này ăn hại vợ con thôi, làm được gì cho bản thân đâu. Ok, nó nước ngọt nhá. Ít nhất là bố mày cũng có vợ có con để mà ăn hại. Đúng mày rồi. Đã có vợ con này ăn hại chưa? Thấy chưa? Nhờ thầy em thành thằng văn vở cháo trở. Em ơi, văn vở cháo trở với ai vậy em? Tha
văn vở trao trở với cả thiên hạ còn hơn là văn vở trao trở với chính mình. Đúng rồi. Em hiểu chưa? Thiên hạ này nói ta văn vở trao trở, ta không văn vở trao trở. Nhờ? Ta chỉ sợ nhất là ta văn vở trao trở với chính ta thôi. Nên mới khổ. Cái người mà sống mà hạnh phúc nhất là thành thật được với chính mình, thế thôi xong. Còn mọi chuyện quan trọng. À, bức tượng này, nhìn bức tượng này, ok không em? Dạ. Yeah. À, em không hiểu gì. Em cũng không rành mấy cái vụ tượng tiếc. Cái cốc này là cái cũ ấy, con này chưa? Chứ con sâu này, nói thật này, cái con người đấy mà quần trùng áo vải đứng trước công chúng, đứng trước gọi là gì, chúng sinh, ăn nói thì thế này thế kia, à, những con người khoác lên mình bộ gọi là gì, nông bào Phật pháp, và để rồi ăn nói như nào, cử chú ra sao, thế nên ấy, đừng bao giờ quyết định nói trước điều gì cả. Chúng ta chỉ sống cho chính chúng ta. Chúng ta chỉ ngại với chính chúng ta. Còn chúng ta không có trách nhiệm nghĩa vụ phải ngại với ai và phải sống cho ai cả nhá. Đấy là điều đương nhiên nhá. Làm sao tao phải ngại với ai, làm sao tao phải sống cho ai? Đâu, đây đúng không? Ừ. Buổi sao con cứ nói vứt vá vẩn cái đấy. Nói rằng tao nói vứt vá vẩn đéo gì đấy nhá. Thì mày đọc kinh Phật mày có hiểu không? Mày đọc đánh mày có hiểu không? Chắc là mày cũng bổ là người ta là nói vớ vẩn gì đấy đúng không? Nhưng mày không dám nói câu đấy. Mày không dám nói câu đấy vì sao? Vì số đông. Vì mặc định ấy, mà là mày đã tôn trọng Đức Cao Mâu Ni, mày đã tôn trọng Giê-xu rồi. Thế nên là mày sẽ không dám nói câu đấy với những cái lời của các cái bậc thánh nhân người ta nói ra. Nhưng mà mày không tôn trọng tao thì mày cho rằng là tao nói vớ vẩn và linh tinh. Nhưng nếu như mày hiểu những gì tao nói thì mày sẽ là khác. Hoặc mày tôn trọng tao trước thì mày sẽ lại là câu chuyện khác. Hiểu chưa? Nhưng nếu mà mày đặt sự tôn trọng với tao trước nhá, thì không bao giờ mày nói rằng là những lời tao nói là gì, là vớ vẩn. Nếu như tao sống theo cái xã hội này, tao đem đồng tiền ra để trưng phong kẻ biển nhé, thì tao thật này, mày cũng nói giả tiền xô hôm đi tiến tức nguyện long. Từ từ đang ăn câu chuyện này tí đó. Con bảo không trả đâu. Nên là nhà nước, ngân hàng nhà nước Việt Nam nó còn đang chúng mày cái gì mà mấy ông xô ôm mà chúng mày cứ nhắc lên từ từ. Cái mặt cả với mày từ đầu rồi cơ mà. Chết rồi, mất điện rồi. Nó khác là mất cả điện. Cầu mong điện ơi. Khoeo cho mày một tí nhá. Nhìn thấy ai đây không? Nhìn thấy ai đây không? Đấy, thấy không? Đây là thằng đón tiếp đây này. Nhìn thấy ai đây không? À, thằng này đón tiếp ông CEO Apple, Tim Cook nha. Đấy. Tim Cook đấy. Đấy. Được chưa? Chưa. Yeah. Đang tức ở này của Photoshop chưa? Nói là chúng mày hiểu một tí vào tao thôi nhỉ, một tí thôi, một góc quay thôi. Tuổi gì đồ ăn mì? Ghép à? Ghép đấy. Cú em đạo diễn này để khỏi bàn, ok nuôi chân nhá, cứ phải về tận nhà. Ơ, không có vẹo gì cứ khoe, không có vẹo gì ấy. Thì là đúng không có vẹo gì thật, nhưng để nói này, tao cũng chưa từng cần phải tiếp gọi là tiếp xúc với ai này, tao chưa cần phải, đây. Tức là tao tạo ra một cái tôn giáo riêng của tao, tao tạo ra một cái chất riêng của tao. Và ai quý tao, ai hiểu tao thì người ta đến với tao. Đấy. Chúng mày nhìn này, chúng các gì Việt Nam này. Này. Đây là Tim Cook này, nó phải món đến Việt Nam, chúng mày tự hào. Tự hào chứ, đúng không ạ? Đúng không? Tim Cook phải món đến Việt Nam, chứ không phải là Việt Nam phải đi tìm Tim Cook, đúng không? Đấy. Chính xác. Chúng mày tự hào về điều ấy đúng không? Ok, thì đây. Nhìn lại đi. Ok chưa? Đấy. Tươi luôn. Đây là thằng em nhá. Giang hồ gì để lại để tóc vậy á? Tao không phải giang hồ nhá.
bố mẹ mày là giang hồ không biết, ghép luôn, ghép luôn nhá. Nhá. Có cái quả dày nhìn trong trong hai nhà tiếng nhỉ. Dép không ạ? Dép ạ. Mẹ này nó có mấy cái mặt này. Nói nhiều. Nói nhiều, nó tập trung vài câu này đơn giản này. Đến cái chủ của cái CNC lớn nhất cái TikTok ở Việt Nam này, mà DC Group ấy, thì cũng lại vẫn ở ghế đá đấy, vẫn cái dòng sông ấy thôi. Anh Chu thì cũng ba lần cũng xuống nhà người ta nha, trước khi là tao vào DC, ví dụ vậy. Chứ là sao mà tao phải gì, ngoài cái gì, tất cả cần nói cái gì cả. Nhưng con người nào mình thích như mình như nhiêu thì mình chia sẻ thôi. Đấy đâu gọi là tam nư thảo cố hay là tam cố thảo nư nhỉ? Như vậy em cũng không nhớ là nói đến nèo tranh nhỉ. Yeah. Người ta trọng anh hùng, người ta hiểu tài nhau, người ta mới 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 như vậy. Thường thế là ngầu ghép phẫn nộ nha. Này, tao nói thật nha, đời ra chỉ ghép mũn với Ngọc Trinh thôi. Ra ta chỉ cần ghép thôi. Với tao, Ngọc Trinh nó tầng lớp của một tôn giáo rồi, nha. Đúng không? Đức mẹ Maria. Đâu đâu đâu. Nha. À. Chắc bên mình có mất điện không, chắc buồn rồi. Đấy. Gì nhỉ? Ngồi cạnh vợ bớt chỉ bậy đi. Mày ngồi cạnh ai thế thôi. Là con hóa của tao. Thế nhỉ? Đấy là con hóa của tao cơ mà. Thế là sao mà phải gì? Quan trọng là bớt làm bậy thôi. Nha. Chứ còn cứ tôn trọng người này với gọi là hữu nghĩa người kia. Mõm. Nanh quanh một tí là lừa đảo, nại là thế nọ thế chăng, thì không thì mới là khốn nạn. Đi tôn thờ thằng bị đóng đinh cay là như nào? Là có người nào mày nói là đi tôn thờ Chúa Giêsu không? Này, con người ta đó nhá, mày nghe kỹ này, mày nói câu đấy là một câu xúc phạm và gây nên xung đột về sắc tộc. Nó cũng kiểu như là cái bọn Diễn Biến Hòa Bình và cái bọn là phản động, nó nói rằng ấy, đúng rồi, là chúng tiên hay đấy, tấm gương đạo đức của Hồ Chủ tịch là một người đi tù không được. Nói câu đấy là thể hiện sự thiếu cái văn hóa, thiếu học vấn nhá. Vì bác đi tù bên Trung Quốc thì chúng ta mới có ngày độc lập tự do ngày hôm nay. Vì Chúa Giêsu lấy thân mình đóng đinh lên thánh giá thì con dân của Chúa, con chiên của Chúa mới có sự an phước của ngày hôm nay. Vì Đức Ca Mâu Ni ngồi tựa lưng dưới gốc cây 7749 ngày thì gì thì tăng ni Phật tử mới có ngày hôm nay. Đấy là sự hy sinh của người ta nhỉ, chứ không phải là sự trừng phạt. Anh theo Thiên Chúa à, ngực anh thì là đeo Phật bà, nhờ tay anh cầm tràng hạt một cổ tay lại à, ngực là đây là tính giá nhỉ, cổ tay là tràng hạt đấy. Anh đi đâu nhá, trên à, đi đâu đều có người đổi. Anh tiếng kiểu như theo đạo cao đài là hòa hợp chủ trương, hòa hợp tôn giáo á. À. Ừ. Giống như kiểu theo đạo cao đài á, chủ trương hòa hợp tôn giáo, thờ cả Victor Hugo mà. Anh chỉ tất cả những cái như là Anna này, Giêsu này, Đức Ca Mâu Ni này, anh chỉ coi là những người bạn. Đúng không? Bởi vì là người ta sinh thời đấy, người Phương Vũ cơ à, Phương Vũ đây nha, từ nhà những người bạn này, và mình thấm nhuần cái tư tưởng, cái đạo đức của họ, những cái gì đúng mình thấm nhuần, những cái gì sai thì là gì mình gạt bỏ. Nhưng các bậc vĩ nhân đấy nha, như tôi này, phải nhớ một điều này, chúng mày phải sống nha, chúng mày phải làm việc, chúng mày phải cống hiến và phấn đấu theo chính chúng mày. Cái tinh thần, cái tư duy và cái trí tuệ nó mới là cái đạo cao nhất, nó mới là vị đáng kính trọng nhất. Mình không kính trọng mình thì không ai kính trọng được mình, mình không kính trọng được ai được. Mình không vì mình thì mình không vì ai được, mình không kính trọng mình thì mình chẳng kính trọng ai được. Con điển nó phải rõ ràng nhỉ.